Xin kính chào tất cả quý anh em đã đến VDH Audio. Ở đây ngày hôm nay thì những cái lô hàng mạch loa kéo và những cái phụ kiện đều sẽ gửi đi cho tất cả anh em. Trên màn hình thì anh em đều thấy là một cái dòng loa 5 tấc đơn. Nhưng dòng loa này do bên tôi lắp ráp đều sử dụng cấu hình rất là chất lượng tốt cho anh em, phục vụ cho anh em chơi và hát hò giải trí gia đình. Ở phía trong này thì cái nơi để micro, dây nguồn, micro thì loại là micro kim cương, ta gọi là mic kim cương đấy, thì nó có độ nhạy rất là tốt và được đóng gói rất cẩn thận rồi, chuẩn bị đóng hàng, đóng xốp bao bọc gửi vào. Cái loa kéo 5 tấc đơn này được gửi cho anh Trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì thành phố Hồ Chí Minh thì anh em mua loa kéo thì nó khá đơn giản, nhưng mà tại sao cũng rất là có nhiều anh em hay đặt ở bên DH Audio đấy, vì thứ nhất là cái chất lượng và anh em nó tin tưởng hơn thì anh em sẽ đặt thôi. Loa thì nó tương đối khá là nặng, bởi vì những cái đồ ráp thì đều là những cái loa đẹp, cho nên nó trọng lượng nó cũng sẽ đi kèm theo, anh em thông cảm cho nó, vì nó rất là nặng và đóng được bao phủ xốp kín dày để an toàn khi vận chuyển, cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Thì còn mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ vào số Zalo hoặc là liên hệ trực tiếp vào số điện thoại là 0986 240 269.